Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Thời sự Thế giới, được phát sóng và cập nhật liên tục trên kênh tin tức HTD News. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những điểm tin chính đáng chú ý sau đây. Ukraine kêu gọi sơ tán khi áp lực lên lưới điện gia tăng. Văn phòng Tổng thống Ukraine nêu 3 bước để tiến đến đàm phán với Nga lực lượng đổ bộ đường không Ukraine hủy diệt thần sấm Thor M2 bắt phát bắt trúng của nga video lính nga đầu hàng trước máy bay không người lái của Ukraine những người lính nga đang chạy trốn bỏ lại hàng loạt trọng pháo tốt nhất của họ và ngay bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chi tiết Ukraine kêu gọi sơ tán khi áp lực lên lưới điện gia tăng Thưa quý vị, các quan chức Ukraine khuyến khích người dân từ các vùng lãnh thổ mới tái chiếm, sơ tán khi Ukraine cố gắng giảm bớt căng thẳng cho lưới điện bị hư hại trước mùa đông phó thủ tướng irina veretchok cho biết vào hôm thứ bảy rằng việc sơ tán khỏi vùng lãnh thổ được giải phóng gần đây ở khu vực phía nam kherson sẽ là tự nguyện và nhà nước sẽ trả chi phí vận chuyển bà veretchok cho biết trong một cuộc họp báo mọi người đều có thể đến những khu vực an toàn hơn nếu họ muốn và nhà nước sẽ đảm bảo việc cung cấp chỗ ở chăm sóc y tế cho họ lời kêu gọi sơ tán được đưa ra khi tình hình xung quanh ngành sản xuất điện của ukraine ngày càng trở nên nghiêm trọng các quan chức năng lượng Ukraine cho biết trong 6 tuần qua, Moscow đã tấn công lưới điện của Ukraine với hơn 1.000 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Gần một nửa công suất sản xuất điện của đất nước đã bị vô hiệu hóa. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 10 triệu người ở Ukraine không có điện. Thành phố Kherson và phần lớn khu vực xung quanh do lực lượng Ukraine giành lại vào hồi đầu tháng này vẫn không có điện hoặc nước, cũng như nhiều khu vực tiền tuyến khác. Mất điện theo lịch trình khiến người dân ở thủ đô Kiev không có điện trong 12 giờ một ngày. Các chiến dịch truyền thông của chính phủ trên truyền hình và ứng dụng điện thoại thông minh cho mọi người biết cách chuẩn bị cho tình trạng mất điện và tiết kiệm điện. Ở nhiều khu vực, hệ thống sưởi gắn liền với hệ thống điện, khiến tình trạng mất điện kéo dài có thể gây nguy hiểm đến tính mạng trong mùa đông lạnh giá của đất nước. Kỳ ép, có tuyết đầu mùa vào tuần trước, chính quyền địa phương đang thiết lập các trung tâm sưởi ấm với máy phát điện và nước cho những cư dân bị mất các dịch vụ tiện ích. Các quan chức Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, các đội khẩn cấp đang làm việc 24 giờ một ngày trên khắp đất nước để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, nhưng họ đã cạn kiệt một số phụ tùng thay thế. Các quốc gia đối tác, đặc biệt là các quốc gia thuộc Liên Xô cũ có các thiết bị điện tương tự, đang đẩy nhanh việc giao hàng bao gồm cả máy biến áp đã qua sử dụng. Điều này sẽ giúp khôi phục lại công suất, các quan chức cho biết một số quan chức năng lượng đã kêu gọi những cư dân có khả năng chi trả rời khỏi đất nước để họ có thể tiết kiệm năng lượng cho các dịch vụ thiết yếu. Văn phòng Tổng thống Ukraine nêu ba bước để tiến đến đàm phán đối với Nga Thưa quý vị, Nga cần phải thực hiện ba điều kiện chính để bắt đầu đàm phán với Ukraine. Đặc biệt, việc trúc quân khỏi Ukraine là điều kiện bắt buộc. Điều này được RBC Ukraine đưa tin dựa theo nội dung bài đăng trên Twitter của cố vấn chánh văn phòng tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak. Và theo lời ông thì các bước chính để tiến đến đàm phán với Ukraine đối với Nga là một, Ngừng bắn tên lửa vào quốc gia có chủ quyền 2. rút quân chiếm đóng ra khỏi lãnh thổ của quốc gia có chủ quyền 3. Quay trở lại luật pháp quốc tế, nơi có ghi nhận đường biên giới của các quốc gia Trước đó, thì ông Podolyak trước đó đã tuyên bố rằng nhiều nỗ lực của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm thuyết phục Ukraine bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình tương đương với yêu cầu đầu hàng. Lực lượng đổ bộ đường không Ukraine hủy diệt thần sấm To M2, bắt phát bắt trúng của Nga. Thưa quý vị, lực lượng tên nhuệ Ukraine tuyên bố đã tấn công và phá hủy thành công một hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn to M2, được mệnh danh là thần sấm bắt phát bắt trúng của Nga ở khu vực phía đông Lugan, miền đông Ukraine. Theo Defense, một đơn vị thuộc lữ đoàn đổ bộ đường không số 80 của Ukraine vừa phá hủy được một hệ thống phòng không Tor M2 của Nga gần Svatovo, thuộc vùng Lugan do Nga kiểm soát. Các lực lượng Nga hiện kiểm soát 97% tỉnh Lugan, một phần của vùng Donbass mà Moscow sắp nhập cuối tháng 9. Nga được cho là đang tái phân bổ và tập hợp lại lực lượng để tập trung cho cuộc chiến ở Donbass sau khi vừa phải rút khỏi Kherson, miền nam Ukraine. Tor là một trong số ít hệ thống tên lửa tầm ngắn do Nga sản xuất có hiệu quả cao trong việc chống lại tên lửa hành trình và đạn dẫn đường chính xác. Hầu hết thì các hệ thống Thor đều dựa trên khung gầm bánh xếp là GM355 cho phép nó theo kịp xe tăng và các phương tiện bọc thép khác trên mọi địa hình. Mỗi xe phóng của Thor M2 mang theo 16 đạn tên lửa chứa trong ống phóng tiềm khoang bảo quản. Phiên bản nâng cấp của đạn tên lửa 9M330 được đánh giá có tỷ lệ chính xác tới 97% và đạt tốc độ tới 1.000m trên giây, gấp 3 lần âm thanh. Ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, TOR-M2 phản ứng cực nhanh khi chỉ mất từ 1 đến 3 giây để khai hỏa vào mục tiêu. Trước đó, thì Ukraine ngày 17 tháng 11 cũng tuyên bố tiêu diệt hệ thống tác chiến điện tử di động quý hiếm do Nga sản xuất Borisov gleb 2 b tại vùng Kherson, miền nam Ukraine. Borysoklep 2B là hệ thống tác chiến điện tử EW đa chức năng được gắn trên xe bọc thép MTLB và được phát triển bởi công ty Sosvedai. Một số báo cáo chẳng hạn như Gazeta, Borysoklep 2 là hệ thống cốt lõi cho tác chiến điện tử trong quân đội Nga, điều khiển bốn loại thiết bị gây nhiễu từ một điểm duy nhất. Video lính Nga đầu hàng trước máy bay không người lái của Ukraine. Thưa quý vị, bắn hỏa tiễn, thả bom nhỏ và phát hiện mục tiêu cho pháo binh, máy bay không người lái của quân đội Ukraine chắc chắn là đóng một vai trò quan trọng cho hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn thương vong của Nga khi cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga với Ukraine đang bước vào tháng thứ 10. Trong ví dụ mới nhất về một người lính bằng xương, bằng thịt, đầu hàng một robot bằng nhựa và kim loại, một người lính Nga dường như đang ở đâu đó ở vùng Donbas miền đông Ukraine, đã bỏ vũ khí và dơ tay lên khi một máy bay không người lái kiểu máy bay trực thăng bốn cánh quạt của lữ đoàn cơ giới 54 quân Ukraine xuất hiện trên đầu anh ta giơ tay lên trời người lính nga đi theo máy bay không người lái về phía phòng tuyến của ukraine máy bay không người lái là kẻ thù khốc liệt nhất của quân xâm lược bộ quốc phòng ukraine tuyên bố trên mạng xã hội nhưng hóa ra không phải tất cả đều như thế chiếc máy bay không người lái này đã giúp người lính xâm lược nhận ra rằng đầu hàng là cơ hội sống sót duy nhất cho anh ta trên thực tế, bên lính đầu hàng máy bay không người lái là điều đã xảy ra trước đây nhiều lần. Máy bay không người lái điều khiển bằng sóng vô tuyến đầu tiên đã bay trên bầu trời vào năm 1917. Đến những năm 1960, máy bay không người lái đã được sử dụng trọng trải trong quân sự. Máy bay không người lái động cơ phản lực Lightning Bird của không quân Hoa Kỳ đã thực hiện hàng ngàn nhiệm vụ trên sát tầm xa trong chiến tranh Việt Nam. Truyền thông vệ tinh GPS và phát trực tuyến video khiến máy bay không người lái trở nên hữu ích hơn rất nhiều bắt đầu từ cuối những năm 1980. Quân đội Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã bay máy bay không người lái Pioneer, điều khiển bằng cánh quạt như một phần của chiến dịch không kích ở Kuwait và Iraq vào năm 1991. Đó rõ ràng là khi máy bay không người lái bắt được tù nhân chiến tranh đầu tiên của họ. Một máy bay không người lái Pioneer của Hải quân phóng từ bon tàu chiến USS Missouri đã phát hiện các mục tiêu cho các cầu phao 16 inch của Missouri. Bảo tàng hàng không và vũ trụ quốc gia lưu ý rằng, khi một chiếc Pioneer khác đang đánh giá thiệt hại do cuộc bắn phá của Hải quân nhắm vào các vị trí của Iraq trên đảo Faylaka gần thành phố Kuwait, một số binh sĩ Iraq đã ra hiệu ý định đầu hàng khi chiếc máy bay Pioneer xạ xuống họ. Lực lượng bộ binh của liên minh đổ bộ lên đảo và bắt giữ những người Iraq. Bảo tàng giải thích, đó là lần đầu tiên quân địch đầu hàng một phương tiện bay không người lái, đó không phải là lần cuối cùng, riêng vào năm 1991, một nhóm khoảng 40 người Iraq đã đầu hàng một chiếc Pioneer khác. 31 năm sau, các lực lượng vũ trang như Ukraine và Nga đã triển khai hàng ngàn máy bay không người lái. Các mô hình nhỏ, bán sẵn có, giá vài ngàn đô la cũng như các mô hình lớn kiểu Predator có giá hàng triệu đô la. Cả hai bên đã sử dụng máy bay không người lái của mình để dụ quân địch đầu hàng phát ngôn nhân bộ quốc phòng nga trung tướng igor konashenkov cho biết các nhà khai thác máy bay không người lái gửi tin nhắn sms kêu gọi hạ vũ khí tới các điện thoại thuê bao của các nhà khai thác di động mà những người theo chủ nghĩa dân tộc đang sử dụng không có bằng chứng nào cho thấy máy bay không người lái nhắn tin đầu hàng của nga đã thành công ngược lại máy bay không người lái bắt tù binh của ukraine đã đạt được một số thành công đáng kể các lực lượng Ukraine ở khu vực Kherson miền nam Ukraine được cho là đã trang bị một máy bay không người lái có loa và phát đi lời kêu gọi đầu hàng trong một cuộc phản công của Ukraine bắt đầu ở vùng này vào cuối tháng 8. Ba người Nga ném vũ khí xuống và dơ tay lên trời. Điều này cho thấy cách máy bay không người lái có thể được sử dụng không chỉ là để cứu mạng người Ukraine, mà còn là để bắt giữ binh lính Nga. Một nhà điều hành máy bay không người lái Ukraine nói với Đại hội Thế giới về máy bay không người lái tại Ukraine. Mười tuần sau, người lính Nga đơn độc đó đã theo một chiếc máy bay không người lái qua copter của Ukraine để trở đầu hàng, với tốc độ ngày càng tăng mà những người lính Nga đang chết đói. Bỏ cuộc và đầu hàng người Ukraine sẽ không ngạc nhiên nếu máy bay không người lái trong những tuần và tháng tới được bắt nhiều tù binh hơn nữa. Những người lính Nga đang chạy trốn bỏ lại hàng loạt trọng pháo tốt nhất của họ. Quý vị thân mến, 2S-19 là tăng pháo tự hành chủ lực của quân đội Nga. Nga có khoảng 850 khẩu pháo bánh xích 42 tấn trong kho. Khi mở rộng cuộc chiến với Ukraine vào cuối tháng 2, chính tháng sau, người Nga đã mất 91 chiếc 2S19 mà các nhà phân tích bên ngoài có thể xác nhận. Tồi tệ hơn thì ít nhất là 34 chiếc 2S19 mà Nga vẫn mất còn nguyên vẹn và nằm trong tay quân Ukraine. Thế là đủ để Ukraine có thể trang bị cho cả một lữ đoàn pháo binh. Điều kỳ lạ là những chiếc 2S19 lẻ trà rất khó bị bắt sống như thế. Súng 152 ly của họ bắn đạn xa tới 22 dặm, tùy thuộc vào loại đạn. Điều đó sẽ đạt các khẩu đội 2S19 đủ xa phía sau tiền tuyến để kẻ thù gần như không thể đến gần và bắt sống chúng. Việc người Nga mất quá nhiều 2S19 đang hoạt động là minh chứng cho hai điều. Thứ nhất, tốc độ tiến công của Ukraine ngày càng nhanh. Và thứ hai là sự cẩu thả ngày càng tăng của giới lãnh đạo Nga không thiếu những bằng chứng bằng hình ảnh và video về những chiếc 2S19 gặp phải những số vận bất hạnh. Lần gần đây nhất, từ thứ năm cũng có thể mang tính biểu tượng nhất là một chiếc 2S19 bị mắc kẹt trong một cơn mưa bên đường ở đâu đó trong tỉnh Lugan ở miền đông Ukraine. Một người lính Ukraine vui vẻ ăn mừng trên tháp pháo khi một chiếc xe chở quân M113 của quân đội Ukraine lao qua. Chiếc 2S19 với tổ lái là 5 người rõ ràng đang đi cùng hướng với chiếc M113 khi nó lao xuống mương, đó là lúc mà nó đang rời khỏi mặt trận, khi các lực lượng Ukraine tiến lên nhưng nó phóng không đủ nhanh. Chiếc tăng pháo đặc biệt đó không phải là chiếc duy nhất gặp số phận đáng xấu hổ như vậy, sau nhiều tháng bắn phá chuẩn bị, quân đội Ukraine vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 đã triển khai hai cuộc phản công ở phía đông và phía nam. Cuộc phản công ở phía đông nhanh chóng giải phóng 1.000 nhà vuông của vùng Kharkiv trước khi xông vào khu vực Lugan lân cận. Các trung đoàn Nga tan vỡ và bỏ chạy, bỏ lại phía sau hàng trăm xe tăng, xe chiến đấu và tăng pháo. Nhiều chiếc trong số chúng vẫn còn hoạt động rất tốt. Trong 6 tháng chiến đấu kết thúc vào ngày 1 tháng 9, Nga đã mất 61 chiếc 2S-19. Hai tháng sau, số lượng tăng pháo bị xóa sổ đã tăng lên 1 phần 3. Rõ ràng là các khẩu đội pháo Nga đang cho đi ngày càng nhiều khí tài chiến tranh khi họ rút lui. Đối với quân đội Ukraine, đó là một vận may trời cho. Trước cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, người Ukraine chỉ có 35 chiếc 2S-19 và thay vào đó là trang bị hầu hết các khẩu đội pháo binh của họ bằng những chiếc 2S-1 và 2S-3 cũ hơn. Những tổn thất gần đây bao gồm 3 chiếc 2S-19. Nhưng 34 tăng pháo mà người Ukraine đã chiếm được từ người Nga nhiều hơn số cần thiết để bù đắp cho những tổn thất đó. Quân đội Ukraine cơ động nhanh cho đến nay đã giảm một phần 10 lực lượng 2S19 của Nga, trong khi tăng gần gấp đôi kho pháo mạnh mẽ của chính họ, và gần đây không phải là một hiện tượng cá biệt, quân đội Ukraine cũng đã cân bằng lợi thế trước chiến tranh của quân đội Nga về xe tăng bằng cách chiếm được nhiều xe tăng từ quân đội Nga hơn số xe tăng bị mất vào tay quân Nga. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hàm thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa thì đội ngũ htdnews News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Quý vị đừng quên hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like video, nhấn chuông thông báo và nút theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.